lực lượng cứu hộ Indonesia đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng chục người mất tích sau vụ lũ quét và dòng dung nham lạnh của núi lửa tràn xuống một số khu vực ở Tây Sumatra. Số người thiệt mạng đã tăng lên 57 người và 22 người khác mất tích. Quan chức địa phương cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng thêm khi cuộc tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiếp tục. Mưa lớn hàng giờ đồng hồ đã khiến cho dòng dung nham lạnh của núi lửa với đất đá, cho bùn cùng mưa đổ xuống sườn núi Merapi, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia. Hiện lực lượng cứu hộ triển khai máy bay không người lái hỗ trợ tìm kiếm, sử dụng máy xúc và tay trần để tìm kiếm những người sống sót trên sông và trong đống đổ nát. Người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Suharyanto cho biết, để ứng phó khẩn cấp, các thiết bị hạng nặng đã được di chuyển để dọn dẹp các khu vực thảm họa, đồng thời đảm bảo an toàn cho các nơi trú ẩn của người dân sơ tán. Hiện có khoảng hơn 3.300 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.